Xin chào 500 anh chị em. Trong clip này mình sẽ chia sẻ về một thí nghiệm rất là thú vị do kênh Dapps thực hiện. Đây là một kênh đã có 900.000 người theo dõi ở trên YouTube. Nhưng mà trước khi đến với thí nghiệm này thì anh chị em hãy tạm dừng video. Đúng vậy, tạm dừng video và chỉnh tốc độ phát của các bạn xuống còn 25%. Ok, ready? 1, 2, 3, bắt đầu! Như hầu hết chúng ta đều đã biết thì để video được đề xuất, ngoài tỷ lệ nhấp chuột ra, một trong hai yếu tố quan trọng nhất là thời gian xem trung bình. Nhưng mà ít người biết rằng là cái... Bên hàng xóm đang có, người ta đang cắt cây. Bên này, đang cắt cây. Cho nên là nó hơi ồn ào. Nhưng mà ít người trong chúng ta biết rằng cái thời gian xem trung bình này là không tính theo cái thế giới của YouTube mà lại được tính theo thế giới thực. Tức là sao? Nếu mà clip của mình là 10 phút chẳng hạn, nhưng mà nếu mà khán giả xem tua nhanh, tốc độ gấp 2 lần thì cái thời gian xem mà được tính đó chỉ được tính là 5 phút thôi. Ngược lại cũng với clip 10 phút, nhưng mà nếu mà khán giả xem với tốc độ 25% như mình bảo với các bạn lúc nãy ấy, thì thời gian xem đó sẽ được tính tới gấp 4 lần, tức là 40 phút. Kết quả như chúng ta đã thấy, đúng như dự đoán của bạn Dapps đã đưa ra là thời gian xem trung bình của khán giả. Kết quả như chúng ta đã thấy là với thời gian xem trung bình lên tới gần 400% thì cái giả thuyết của Dapps đã đúng. Đến thời điểm này video đã lên đề xuất lên tới gần 6 triệu view. Oh my god! Wow! Tất nhiên là trong 99% các trường hợp thì chúng ta không thể tái hiện lại cái thí nghiệm này để ăn đề xuất để tăng view được. Tại vì chẳng nhẽ clip nào mình cũng cứ render với tốc độ cao, xong rồi lại bảo khán giả là tua chậm lại 25% để xem. Như thế sẽ rất là phiền toái. Nhưng mà qua thí nghiệm này chúng ta hãy để ý hơn đến cách tính thời gian xem trung bình của YouTube. Nếu mà cái clip của mình mà diễn biến quá chậm khiến cho khán giả phải tăng tốc độ lên để xem thì cái thời gian xem trung bình của mỗi khán giả sẽ giảm đi và làm giảm đề xuất của chúng ta. Chúng ta có thể phải làm tăng tốc độ diễn biến trong clip lên một chút, hoặc là khi render mình có thể tiểu xảo bằng cách tăng tốc độ clip lên 10-15%. Chú ý đừng có tăng nhiều quá khiến cho clip của bạn có thể bị méo tiếng. Nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút, quan trọng là mình hiểu khán giả đến xem video của mình trong cái chủ đề của mình vì lý do gì. Có những cái chủ đề mà đời sống thôn quê, dân dã làng quê, hoặc là những cái chủ đề dành cho khán giả lớn tuổi chẳng hạn thì người ta lại thích xem chậm. Trong trường hợp đó thì mình lại phải làm clip của mình càng chậm càng tốt. Chúng ta phải làm cho khán giả có thể xem hết và cảm nhận hết từng cái chi tiết ở trong video của mình. Miễn sao là mình hiểu được cái định vị của content của mình ở trong lòng khán giả là như thế nào. Nhân nói về định vị thì mình đã làm một video nói về cách tạo ra ngách và cách định vị, nhưng không làm cho khán giả của mình bị hẹp vào trong ngách mà lại tiếp cận được với một đối tượng khán giả rộng lớn hơn. Anh chị em có thể tham khảo ở đây. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Việt Creators.